Hello anh em thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em set up cái phần mềm để chúng ta có thể là chơi coi một cách hoàn toàn tự động bằng cái phần mềm này Thế thì hôm trước là mình đã có làm một cái video hướng dẫn anh em về cái phần mềm này rồi Thế nhưng mà có rất là nhiều anh em thắc mắc là những cái chỉ số, những cái cách cài, những cái chiến thuật ở trong cái phần mềm này thì nó sẽ như nào Thế thì hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ chi tiết hơn để cho anh em hiểu Và cái video này thì dành cho anh em nào đã hiểu về chuyện chơi coi rồi nhá Không một số anh em chưa hiểu gì lại cứ tưởng là đây là cái phần mềm bỏ tiền mà và nó ra lãi Không phải thế nhá Cái này nó chỉ thay cho khi mà mình đánh tay thôi, thay cho cái việc mình vào lệnh ra lệnh bằng tay thôi thì à, cái phần mềm này sẽ hỗ trợ mình mà tức là nó sẽ kê giúp tức là khi anh em biết đúng không coi nó tăng giảm rất là đột ngột đúng không mình không thể nào mình ngồi mình canh cả ngày được thì có cái phần mềm này nó hỗ trợ mình để mình canh những cái điểm để mình mình ra và mình vào các cái đồng coi nhá chứ không phải là cái này là bỏ tiền vào ra lãi đâu nhá anh em nhá thì ok thế giờ à, mình sẽ chia sẻ cho anh em nhá đây là một cái con phim đúng không anh em biết rồi đúng không vào chỗ anh em nào cài thử sẽ biết đúng không à, mình sẽ vào chỗ chơi này mình chọn một cái đồng bất kỳ này đấy, sau đó thì mình ấn vào chỗ setting thì trong này là các chỉ số mà mình đã cài đặt để cho cái đồng coin này nó tự động mua bán tức là chúng ta sẽ bỏ tiền lên trên sàn mình đang dùng lần rồi mình bỏ tiền trên đấy và mình kết nối API API nó là một cái cổng kết nối như là một cái uh, giao thức ấy để kết nối với cái phần mềm này cái này là do cho lần họ phát triển luôn nhá thì nó kết nối với cái phần mềm này À, thì à, từ đó thì cái phần mềm này nó sẽ tự động có tính toán và nó sẽ vào lệnh ra lệnh trên cái tài khoản ba lần của chúng ta đương nhiên nó không có quyền rút tiền anh em không phải lo về bảo mật nhá Ok rồi thì à, đầu tiên là số limit tức là mỗi một lệnh mình sẽ vào 10 đô đấy. một lệnh là mình chỉ vào 10 đô thôi à, chỗ order này tức là mình sẽ vào 7 lần anh em bảy lần gấp cháo em tưởng tượng là chúng ta gấp anh em, em đừng nhầm lẫn với cái chuyện là chúng ta đang đánh Tài Xỉu nha gấp cháo tức là có chiến thuật ạ Uh, uh, chúng ta sẽ cài được số này là bao nhiêu lần tùy anh em số chỗ tp này tức là số lãi mà anh em bắt đầu chốt ba thì mình chốt chả? thì mình ví dụ ở đây là ba uh, rồi bây giờ mình sẽ đi từng cái quy trình khi mà mình chơi coi nó như nào để cái phần mềm này nó có thể giúp mình kiểm soát được điều đó giúp mình tính toán được cái điều đó mình đang ví dụ đây là một cái biểu đồ coi và đây là một cái con coi nó đang đi đi như này đúng không nó đang đi ngang ngang như này rồi đây là cái điểm mình bắt đầu mình cài cái phần mềm này thì bắt đầu nó sẽ tính toán từ cái điểm này ở trên này là cái bắt đầu làm khi mà bắt đầu mình cài thì nó sẽ là nó tính toán cái điểm vào điểm vào thì ở đây mình đã sẽ up sẵn tức là khi nào rơi xuống 7% tức là đau á nó đang xuống bảy phần trăm thì nó mới vào đấy tức là con coi đang đi này có thể đi lên này nhưng bắt đầu đau xuống à, đau xuống bảy phần trăm bảy phần trăm thì nó bắt đầu nó tính toán ấy, cái chuyện nó mua vào nhưng mà nó chưa mua vào ngay đâu anh em ạ mà nó phải đợi tín hiệu hồi tín hiệu hồi đây chính là cái chỗ này đấy tín hiệu hồi đó là hồi 0,5% tức là nó phải hồi lên một đoạn này đấy. thì bắt đầu nó mới nó mới mua vào anh em ạ nó bắt đầu nó mua vào chẳng hạn như là nó sẽ mua vào cái điểm này rồi, sau khi mà nó mua vào rồi mà tiếp tục mà tiếp tục bị đau xuống thì nó sẽ lại tiếp tục mua vào thêm một gói 10 đô nữa đúng không? Tức là x mà. Lúc đầu mình vào 10 thì lúc sau nó sẽ vào là 20 thế tổng là 30, chỗ này là 10. Đấy, nó sẽ nhưng mà bao giờ phải đau đúng 10 đô nhá, à 10% nhé Tức là cái đoạn này nó phải đau xuống tí ít dưới này là 10%. Đấy. Nhưng mà đau xuống nó chưa mua ngay đâu nhé anh em nhá, phải có tín hiệu hồi nó mẹ mua. Đấy, nó tín hiệu hồi lên 0.5 thì nó sẽ mua là là 10% nữa à, mua thêm 20 đô nữa gấp đôi mà gấp chảo lên mà Đấy, bắt đầu vậy thì khi nào thì nó bán ra Đấy, khi nào bán ra khi nào mà nó có tín hiệu mà nó tăng à, tín hiệu nó tăng thì nó bắt đầu nó tăng nhá chỗ này hồi nó tăng lên rồi. nhưng mà mình cài đây mình cài đây là chốt lời là ba phần trăm ba phần trăm nhưng mà nó sẽ không chốt ngay nó sẽ không chốt ngay mà nó đợi tín hiệu nha mà có thể là lên đến trên này là bao nhiêu là 17 phần trăm rồi đúng không hoặc là thậm chí là hơn rồi 20 phần trăm rồi nó vẫn không chốt anh em sẽ thấy là ô sao mình rõ ràng mình cài ba phần trăm mà nó không chốt bởi vì là nó chưa có tín hiệu bao giờ cái tín hiệu của nó xuống cái này bao giờ bị rớt Đó, rớt xuống chỗ này là 0,3 phần trăm cài đấy mà tất cả là do mình cài hết nhá không có chuyện là vứt tiền vào mà bút nó kiếm được tiền đâu phần mềm nó giúp mình kiếm được tiền đâu mà cái phần mềm này nó chỉ hỗ trợ cho chúng ta phân tích thôi đấy tại vì chúng ta không thể nó ke được nhiều cặp ở đây mình đánh khoảng độ tầm 20 cặp chẳng hạn thì một mình 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 ngồi lại có mà 20 cái màn hình cũng không thể nó kê được đúng không thế nhưng mà có phần mềm thì nó hỗ trợ mình ke cái điều đó rồi ở chỗ này đúng không thì bắt đầu khi mà có tín hiệu mà nó bị rớt thì nó sẽ bán nó cắt lãi luôn ở chỗ này đấy. nó sẽ cắt lãi chỗ này đúng không thế này thì mình sẽ lãi được bao nhiêu phần trăm đấy thì nó sẽ tính toán ra bằng bao nhiêu tiền. Đấy. Ví dụ mình lãi ở chỗ này được khoảng độ tầm 20 đô, chưa? 20 đô. 20 đô. sorry uh, sorry, 20 đô như này. Đấy. 20 đô. Thế thì khi mà mình lãi được 20 đô rồi thì mình sẽ trả tiền cho bot. Đấy, trả tiền cho bốt đó là 20% của cái 20 đô này, tức là mình sẽ mất 2 đô. Đấy. Chứ không phải là bot miễn phí nhá. Đấy thì đấy là cái cơ chế của nó và nó liên tục như vậy thôi. liên tục bao giờ có tín hiệu mua. Theo đúng mình cài đặt thì nó mới mua, bao giờ có tín hiệu bán đúng như mình cài đặt thì nó mới bán, chứ không phải nó làm bừa. nên, nên cái này rất là hay, à, hỗ trợ được anh em rất là nhiều trong cái lĩnh vực mà anh em có thể là chơi coi nếu mà anh em chưa có dành về về chuyện là chơi coi như thế nào, làm sao để mà chơi coi và kiếm được tiền từ thị trường coi. Ok thì nếu anh em quan tâm đến cái phần mềm này thì anh em có thể là inbox e trực tiếp cho mình, mình support mình hỗ trợ cho nhá. Bye bye.